ngày 12 tháng 2, thứ sáu tuần năm thường niên. Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được. Bài trích phúc âm theo thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyro qua Sidon đến gần biển Galilea giữa miền Thập Tịch. Người ta đem đến cho người một kẻ điếc và xin người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tay anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh. Đoạn ngước mắt lên trời, người thở dài và bảo: Ephata, nghĩa là hãy mở ra. Tức thì tay anh được sõi sàng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai cả. Nhưng người càng cấm thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: Người làm mọi sự tốt đẹp, người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Bệnh câm của người nói được. Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được. Bệnh câm điếc làm cho con người ta đau khổ vì mất đi khả năng chia sẻ nhờ nói ra, nhờ tỏ bày, mất đi khả năng thấu hiểu cảm thông nhờ nghe điều người khác nói. Chúa Giêsu đã chữa lành cho những kẻ câm, những người điếc, và cho kẻ những người vừa câm vừa điếc thể lý. Nhưng qua đó, người cũng muốn nhắc chúng ta về bệnh câm điếc tâm linh. Quả thực, nếu chúng ta không ca tụng Thiên Chúa thì đá kia cũng la lên. Vâng, bổn phận của chúng ta là phải ca tụng Thiên Chúa và lắng nghe thánh chỉ của người. Nhưng người đã không dùng khả năng nói chú ban để ca tụng người, lại còn dùng miệng lưỡi này mà bôi nhọ danh thánh Chúa, thì không phải là người câm đó sao? Cũng vậy, tai để nghe lại không nghe lời Chúa dạy để tin cậy mến Chúa, lại nghe lời bà thầy bói mà tin lấy tin để, thì không phải là người đang điếc đó sao? Cũng thế, còn có thứ bệnh câm điếc trong nhà mình, đó là bệnh câm của người nói được, bệnh điếc của người nghe được. Bởi không thiếu những con người không biết chia sẻ cho nhau câu ngọt bùi, chẳng biết nghe nhau niềm tâm sự, không chịu cảm thông và thấu hiểu nhau. Họ cứ lặng lặng nhìn nhau bằng đôi mắt lạnh lùng, hoặc có khi còn bằng đôi mắt mang hình viên đạn bực bội, căm thù, làm cho không khí gia đình ngột ngạt, khó thở ngày này qua ngày khác. Không nói được gì với Chúa, chẳng muốn nghe lời Chúa nói, thì bình an sao được? Không nói với nhau, không nghe nhau, là còn chất chứa trong lòng bao ngờ vực, nghi kỵ, bất tín, vô cảm, thì làm sao được gọi là gia đình hạnh phúc? Lạy Chúa, xin chữa bệnh câm điếc tâm linh trong các gia đình, để mọi người yêu Chúa và yêu nhau. Amen. Lạy Chúa, đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình, chúng con nguyện xin cho mọi người trẻ biết yêu mến, lắng nghe, thực hành lời Chúa, để quý chuộng tình yêu hôn nhân và hạnh phúc gia đình. Biết hy sinh dâng hiến, không chỉ để xây dựng mái nhà, mà còn là xây dựng mái ấm hạnh phúc cho nhau.
cho con cái và làm nơi cho Thiên Chúa ngự trị. Ước gì mọi người hân hoan hát lên: Chúa cho con một mái nhà ấm tình mẹ, ấm tình cha, ấm tình Thiên Chúa. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.